Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ SHB Đà Nẵng và câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây là trận đấu thuộc vòng 3 giải vô địch quốc gia Việt Nam V-League và ở trận đấu này Đà Nẵng sẽ tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà. Theo mức tỷ lệ kèo của trận đấu này thì chủ nhà Đà Nẵng sẽ chấp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với mức kèo là 0,25, mức kèo cũng hệ tăng 0,5 và tăng hơn nữa là 0,75. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 2,25 tỷ lệ kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mời các bạn cho mình xin một like video và một subscribe kênh nhé. Thì trong quá khứ Đà Nẵng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có 3 lần chạm trán với nhau. 3 lần chạm trán đó thì Đà Nẵng thắng 2, hòa 1 trước Hà Tĩnh. 5 trận thi đấu gần nhất của Đà Nẵng thì họ thắng 1, hòa 2 và thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của Hà Tĩnh thì họ thắng 3, hòa 1 và thua 1. Và ở trận đấu này với mức tỷ lệ như thế này thì mình chọn cửa chủ nhà Đà Nẵng ở trận đấu này. Vì sao? Thứ nhất là xét về thực lực hiện tại thì Đà Nẵng từ ngang ngửa đến nhỉnh hơn Hà Tĩnh mà thôi. Thứ hai, đến trận đấu này Đà Nẵng có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba, nó thì xét về phong độ của hành tích ở đầu thì mặc dù là cái phong độ thời gian đây của Đà Nẵng thì không bằng được Hà Tĩnh, nhưng do ở những lượt trận trước đó thì Đà Nẵng họ đi đá giao hữu cũng khá là nhiều và đưa ra toàn là những cầu thủ trẻ không à, cho nên là Đà Nẵng có kết quả không tốt cũng không có gì gọi là quá bất ngờ cả. Nhưng mà cái thành tích đối đầu của Đà Nẵng trước Hà Tĩnh thì cũng khá là ổn, khi mà ba lần chạm trán gần nhất thì Đà Nẵng họ không thua. Với lại trận đấu này Đà Nẵng được chơi trên sân nhà nữa thì đây là cái cơ hội để cho Đà Nẵng có thể là tìm kiếm cảm giác giành chiến thắng ở trận đấu được chơi trên sân nhà đầu tiên của giải V-League mùa giải năm nay. Cho nên là trận đấu này bạn nào tin tưởng mình thì bạn ưu tiên đi cửa chủ nhà Đà Nẵng chấp đồng nửa hoặc là nửa trái trận đấu này. Mình nghĩ sẽ rất là sáng cho bạn. Thường là đá trên sân nhà Đà Nẵng họ rất có duyên giành chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh các bạn. Chỉ cần Đà Nẵng mà thắng tối thiểu thôi thì chúng ta cũng đã thắng kèo rồi. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 2,25. Thì Hà Tĩnh cũng là một đội bóng cũng có thực lực chứ không phải là không, và những lần mà chạm đá vào Đà Nẵng thì Hà Tĩnh họ cũng hay ghi bàn lắm. Mình dự đoán trận đấu này có thể là 3-0 hoặc là 3-1 nghiêng về cho Đà Nẵng, hoặc là có thể là 2-1. Cho nên là bạn nào tin tưởng mình nữa thì bạn ưu tiên đá cửa tài 2,5 trong này. Mức hiệp 1 hay mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là 0,75. Hiệp 1 thì các bạn nếu như các bạn muốn đá đổi thì các bạn có thể là đá nhẹ Đà Nẵng đồng banh. Nhưng mà trận đấu này mình hiệp 1 thì mình khuyên các bạn là nên đá tài hơn là đá đội. Trận đấu này các bạn đá tài hiệp 1 cũng rất là thơm. Mình đoán hiệp 1 ít nhất sẽ có một bàn thắng được ghi. Và tóm lại trận đấu này khuyên các bạn chọn là Đà Nẵng và các bạn chọn tài. Hiệp 1 thì cũng có thể là chọn Đà Nẵng và đá tài 0,75. Thì cái nhận định của mình là như vậy. Thì bạn nào có ý kiến khác thì các bạn hãy comment ở bên dưới để chúng ta có thể là thảo luận thêm, để có thể là quyết định đưa ra một cái quyết định sáng suốt nhất để có thể là tiến gần hơn đến có thể là giành chiến thắng. Thì mình cũng, nếu như có đường link thì mình sẽ để cái đường link ở bên dưới phần bình luận của video này để cho các bạn có thể là tiện theo dõi. Chúc các bạn may mắn và xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nhé.